Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ vào đây, mình sẽ chơi game, đó là con game gì đấy anh em ơi? Con game Darwin anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi mà hiệu quả về con game, đó là con game trên dưới poker này nha anh em. Đầu tiên là anh em vốn tùy thuộc vào anh em đặt như thế nào thì mình không biết, nhưng mà cách đánh ấy, trên dưới mình sẽ đánh trên dưới trước nha. Ơi già, ván đầu thua này là căng rồi đấy. Ván đầu thua là căng rồi đấy anh em. Hai ván thua liên tục đó anh em này kìa. Ba ván luôn đấy. Mẹ có bọn đéo này chứ. Từ từ nha, đừng mất bình tĩnh nha, bởi mất bình tĩnh em thua hết thôi à. Nhận đi. Và đó mình định đánh lên nhưng mà sợ anh em. Con 10 nguy hiểm quá. Từ từ nha anh em. Mình để mình lọc lá xíu lại, sau đó mình mới nói cách chơi này của mình nó sẽ hiệu quả hơn. Chứ bây giờ chưa lọc lá là mình chưa nói thể nói cách chơi mình được. Ngon này, 26 này. Trời ơi, ca ra át kìa. Ui, 6 ra 4 kìa, mẹ. Cày thế nhỉ. Cày thế anh em ơi. Cày không anh em? Cày chứ. Ui, ca ra ca nữa kìa. Đó, tí là mình sẽ nói cách chơi của mình lúc sau nha. Chứ đánh cách chơi này không hiệu quả đâu. Nhưng phải lọc lá ít nhất là vài ba mê dăm mê đã. Thì mình mới gọi là cách đánh nó mới hiệu quả anh em ạ. Chứ mà mới lộc nhỏ là chưa hiệu quả đâu, lên 28 mê lại nha. Ôi gì ra át kìa. Mà căng thế nhở. 28 mê này. Chưa thua là ngon rồi anh em ạ. Chưa thua nhiều là ngon rồi. Thua nhiều mới đáng lo chứ, mới thua như thế này là hên rồi đấy. Rồi này, lộc lá lại nha. 6 ra 2 kìa. Cay thế. Rồi, ít nhất là lên 36 mê mình sẽ nói cách chơi này của mình. Trời ơi, thua lại kìa. Khó nhỉ. Quan trọng nhất anh em có lên được cái mục tiêu ban đầu của anh em không thôi. Chơi này nhanh lên nhanh xuống lắm anh em. Nên anh em phải giữ cái bình tĩnh kìa, chứ không là lỡ may anh em mất bình tĩnh một cái anh em dễ bị thua xuống lắm. Nhớ điều đó cho mình nha. Đừng có bao giờ mà tham nha. Bởi vì thường tham ấy là anh em sẽ thua hết thôi à. Ôi 3 ra 3 kìa. Ôi trời ngon này. May mình đánh liều ván đó ấy. Ôi trời 7 ra 5 kìa. Phải là không dám đánh liều nhỉ. Đây này. Gần lên 36 đây nào. Lên 36 đây nào anh em ơi. Đúng rồi, lên 36. Bây giờ mình sẽ nói cách chơi của mình như thế này này. Lúc đầu ấy, đó là hên xui thật sự anh em ạ. Nhưng mà bây giờ ấy, cách đánh của mình như thế này. Mình sẽ không đánh trên dưới nữa. Mình không đánh trên dưới này anh em. Mà đổi vào đó mình sẽ đánh bên này anh em này. Bên này này, có 4 cửa này, 6 cửa bên này này. Đỏ, đen. Hoặc là Big Joker. Big chuồn. Đúng không? Có 4 đánh như vậy đúng không? Thì anh em không đánh theo kiểu như mình lúc này. Đánh trên dưới nữa, anh em không đánh trên dưới. Bởi vì sao anh em không nên đánh trên dưới? Bởi trên dưới là nhiều lúc hóa ấy, thì anh em sẽ thua luôn. Anh em công nhận điều đó không? Thành ra đánh kiểu đó thì anh em như thế nào anh em thua. Thì bây giờ mình nói đặt rô đúng không? Mà trước đó ấy, thì nó hình như nó còn rô. Nó là những đỏ đúng không? Thành ra bây giờ mà các bạn đặt đỏ tiếp nha. Đó, ấy giời ơi, ngon này. Khi bắt đầu đặt đỏ rồi nha. Các bạn đánh văn mới này, đỏ tiếp tục đúng không? Khả năng 3 về 3 văn đỏ có vẫn có anh em. Nhưng mà rất khó, thành ra anh em chỉ có bích hoặc chuồn là thôi đúng không? Em chọn một trong hai cửa cho mình. Nhớ điều đó chứ nha. Anh em phải phân tích rằng đấy, đó là lần này nó về cơ hay về bích hay về chuồn. Nếu về bích ấy thì mình sẽ gọi là, nếu về bích nha thì mình sẽ gọi, nếu về đen ấy mình sẽ chọn bích hoặc chuồn anh em. Còn nếu mà về đỏ ấy mình chọn cơ hoặc rô. Nhưng mà ván này mình đoán là về đen này đúng không? Thì mình sẽ chọn bích hoặc chuồn anh em. Đây mình sẽ đặt chuồn này. Trời ơi bích anh em ạ. Tiếc đó chứ kìa. Em thấy chưa? Đây này, ván này mình thiên về đây rồi đó anh em thấy không? Mình chọn đen hoặc đỏ, đó mình chọn đen hay đỏ đã. Ví dụ đen thì mình sẽ chọn một cửa gì đó. Bây giờ mình sẽ chọn tiếp nha. Ván này đỏ đúng không? Mình sẽ chọn rô hoặc mình sẽ đoán ván này đỏ anh em. Mình sẽ đặt đỏ tiếp, đỏ thì mình đó anh em thấy không? Trời ơi, thế còn gì bằng nữa? Bây giờ đỏ tiếp nha anh em. Rồi đen anh em ạ, khó đấy. Ván này khó đấy anh em. Đen về hai ván liên tiếp như vậy là khó, nó khó về đen lắm đó. Thôi ván này mình sẽ đặt rô đi. Đó, trời ơi, mình đoán đỏ đấy mà, nhưng mà mình sẽ đặt rô. Đó anh em thấy không? Cách chơi này anh em lộc lá lên rất nhanh nha. Nó đổi lại anh em phải phân tích, phải giữ bình tĩnh gì, phải nói chung phải hên nữa.
chứ là đã không hên thì đánh như nào anh em thua cả thôi à. Đó anh em thấy không, mình đánh trên dưới bây giờ rất rất dễ bị thua nha, bởi vì mình đã lộc lá đấy. Mà mình lộc lá mình có đánh trên dưới auto mình sẽ thua thôi, bởi vì cái tỷ lệ nó cài, cái máy nó cài đặt sẵn như vậy rồi anh em ạ. Nhớ điều đó cho mình nha. Đen này, ờ đồ quên đỏ. Đỏ đỏ mình nói nhầm, đỏ nha. Đấy. Đỏ tiếp nha anh em. Đấy, rồi ôi lên 49 mê này kìa. Anh em thấy chưa? Đỏ tiếp này. Ôi giời. Ván này mình vẫn đoán là big đấy, hoặc chuồn đấy. Mình đoán là đen về đen đấy. Trời big anh em ạ, tiếc thế. Đó anh em thấy không? Anh em đừng bây giờ anh em khi anh em đã thắng đấy mà anh em đánh trên dưới auto anh em sẽ thua luôn. Đấy, hành nên hành nhớ cái điều đó cho mình nhá. Đỏ này. Đấy, rồi may lên lại này. Đỏ lại nữa này. Đúng rồi. 47 mê lại nha. Đỏ tiếp này. Đen anh em ạ. Đỏ nó đi. Ôi giời ơi. Đỏ đi. Đen vậy. Lắc rồi. Ôi giời. Lắc lại cho mình thua à. Đây này. Đỏ đi. Đấy, rồi lên 45 mê lại nha. Mình cần lên 50 mê là nghĩ thôi mà, nhưng mà lúc nãy giờ có lần có chút xíu là thôi là mình đã lên rồi. Nhưng nó đéo cho lên anh em ạ. À. 47 này. Ván này big đi. Đấy, big luôn anh em, 52 mê. Thì sao anh em? Bây giờ mình đã lộc lá rồi anh em, lộc lá 22 mê lận này đấy anh em ạ. À. Khi ở lộc lá lên đấy, mình khuyên anh em rằng thôi, còn nên nghĩ nha, đừng có tham nha. Bởi vì khi anh em tham ấy, trước sau gì anh em thua lại thôi nha anh em. Thành ra đánh cái gì ấy quan trọng nhất là anh em phải biết được dừng nữa. Ví dụ như mình là mục tiêu ban đầu mình là chỉ cần lên 50 mê, mình sẽ nghĩ nhưng bây giờ lên 52 mê lận đấy anh em ạ, 523 đấy. Quá là ngon rồi anh em ạ. Khi lộc lá này anh em phải rút luôn cho mình nha. Và nhớ là cách đánh cho mình nha. Khi anh em đã lộc lá lên là không nên đánh trên dưới nhiều, bởi vì lúc đấy đánh trên dưới nhiều là anh em hòa ấy. Nếu hòa thì chắc chắn anh em sẽ thua thôi. Mà đánh kiểu đó thì 10 lần mà nào 5 nó cho 3 ván hòa thì anh em trước sau gì mà chả thua anh em. Nên nhớ cái điều đó cho mình nha. Thôi thì video đây mình stop. Anh em đừng quên là cho mình like và đăng ký anh em ơi. Bye bye anh em.